chương 5 Ra đi từ sáng sớm chưa tỏ mặt người Nhưng mãi đến cuối giờ thìn Gần 9 giờ Cha con cụ thượng chứ Mới đến đỉnh ngọn Mã yên Ngọn núi cao nhất của ngàn thống 99 ngọn chập trùng Bây giờ đã là cuối tháng 10 Mùa đông năm mộ ngọ 1858 Khí trời lạnh và khô Như công nhị mồ hôi ướt đẫm cả áo Hôm trước Phụ thân bảo ngày 16 tháng 10 này cha muốn lên đỉnh núi Mã Yên. Nhị ngạc nhiên nhìn cha. Hơn hai tháng nay, thân phụ mình có nhiều điều khác quá. Hồi hạ tuần tháng 7 và một buổi chiều tàn, nghe tri huyện Nghi Xuân đến đưa tin bọn Tây Sương đã đánh phá Đà Nẵng. Người ngồi lặng đi, hỏi thêm, được biết bọn chúng đã chiếm được bán đảo Sơn Trà, phá tan đồn An Hải, Điện Hải, người thốt lên, Đại Nam nguy mất thôi. Sáng hôm sau, vợ nhị chưa kịp lo cơm nước gì, thì người đã dậy, đi bộ sang Vĩnh Xoanh gặp tổng đốc Hoàng Thủ, mãi đến chiều tối mới về. Đêm ấy, người gọi công nhị lên nhà trên bảo, bọn Tây đem hai tổ lớn và hàng ngàn lính đánh chiếm Đà Nẵng rồi. Quân chủ ta dù có chuẩn bị trước nhưng đánh không nổi phải rút lui. Nhà vua đã điều nhiều quân đến đào hào đắp lũy để chống giữ. Ta đã viết đơn đưa cho hoàng thụ truyền vào chiều xin hoàng thượng được cầm cuốn đánh giặc có chỉ dụ là ta đi ngay còn ở nhà lo mọi việc cho tốt câu chỉ thốt lên dạ thưa năm nay cha đã tám mươi rồi tám mươi hay hai mươi khi giang sơn lâm huy thì nam nhi đều phải ra trận mà đánh giặc ta còn thở ngày nào thì phải hiến cho nước ngày ấy còn cũng vậy nếu hoàng thượng gọi cũng phải cầm giáo mà ra trận nhị không biết nói sao từ bữa ấy đêm đêm hay sáng sớm nhị thấy cha lại ra sân luyện võ thái cực quyền thế sổ hoàng thủ ra làm tổng đốc hà ninh võ trọng bình về làm tổng đốc an tĩnh là người quảng bình vốn là môn đệ của thân phụ về nhận việc hôm nay thì hôm sau bình đã sang chào hai người đảm đạo công việc đến trưa mấy hôm sau võ trọng bình đem xe ngựa sang đón cha mình cùng đi thị sát các điểm sung yếu ở bờ biển từ quỳnh lưu cho đến đèo ngang sau chuyến đi đó thân phụ trở về lòng đầy phấn chấn Mấy người bạn trong làng đến hỏi thăm tình hình, thân phụ vui vẻ nói, tay võ trọng bình này khá. Có người hỏi chuyện cụ xin ra trận, người nói võ trọng bình đã đệ trình vào chiều xin cho ta đi đánh giặc. Trong phòng nửa tuần chăng, chắc có lệnh ta sẽ lên đường. Thế nhưng mãi đến cuối tháng 9, Võ Trọng Bình đến cho hay nhà vua đã từ chối. Công chứ có lòng chung, nhưng tuổi già sức yếu, chậm không muốn sao việc nặng cho bậc lão thần. Lưu lại quê giúp đỡ quan chấn cũng là đáng đánh giặc vậy. Thân phụ rất buồn, thế là ta bị loại ra ngoài cuộc chiến rồi. Chợt người quay lại, nhìn thẳng vào mặt mình, hỏi. Hay là quan chấn xem pha gì với hoàng thượng không cho ta đi chăng? Võ trọng bình lúng túng, dạ muôn sinh đâu dám. Thực ra bình nhìn thấy Nguyễn Công Chứ sâu tóc đã bạc phơ, gần cốt đã yếu và lại biết cụ là người am hiểu địa phương, có tài thao lược, được quan sân kính phục, có thể giúp mình lo việc đánh lại quân Tây khi nó vào sứ nghệ. Bền xương xứ nghệ. Bèn sơn sớ về chiều, nay của nguyễn chí khí vẫn mạnh mẽ nhưng thân thể già yếu lắm rồi đi đâu cũng phải có người dìu thì cầm quân sau được võ trọng bình về rồi công nhị thấy cha mình như buồn hẳn xuống người nói một mình ta già thực rồi ư từ đó người không tập thái cực quyền nữa sáng chiều thơ thần vào xa suốt ngày cha không nói gì với ai đến bữa ăn dù vợ nhị cố gắng làm mấy món người thích nhưng thật vụ cũng chẳng mặn mà gì sức người yếu đi trông thấy. Hôm trước, thân phụ nói muốn lên đỉnh Mã Yên, đã quen với những việc làm khác thường của cha, cô chị vội chuẩn bị mọi việc. Con bò cái sắp từ Phú Xuân về đã giả cọ, nhị sang Vĩnh Xoanh gặp vợ Võ Trọng Bình mượn ngựa để đưa cha lên núi. Ngài Tổng đốc cho mượn một con ngựa nâu lực lưỡng. Nửa đêm qua, vợ nhị đã dậy nấu cơm, nếp ép vào mo cau om nước trẻ xanh để cười mang theo nhị lấy hũ rượu cúc vàng chôn giữ đất đã ba tháng nay đổ đầy bầu câu chị hết sức ngạc nhiên thấy hôm nay lên núi cha mặc bộ quần áo lụa quảng đông một mỡ gà đưa từ hồi ở phú xuân về chỉ có việc gì lớn cha mới mặc bộ này cha lại chỗ treo mấy nhạc cụ cha hay dùng đàn đáy đàn nguyệt đàn tì bà và đàn nhị chứ đàn đáy có hình phụ nữ người thái thì cha hay đứng nhìn chứ không bao giờ dùng chứ đàn nguyệt và đàn tì bà khi nào đi chơi cùng bạn bè cha mới mang đi. Từ ngày bọn Tây chiếm Đà Nẵng, cha thường chơi đạt nhị, nhất là những buổi chiều tàn hay đêm khuya thanh vắng. Hình như cha rất buồn, thấy cha cầm đạt nhị. Nhị biết cha lên đỉnh Mã Yên có một mình. Ông già càng ngày càng kỳ, nghĩ vậy nhị lặng lặng theo cha. Đến chân núi, nhị nhảy xuống sắt ngựa, đường sốc gập kềnh càng lên cao, vách càng dựng đứng, phải đến cuối giờ thìn mới lên đến đỉnh ngọn mã yên đặt các thứ lên phiến đá rộng Công chị định đi buộc ngựa lại cốc thông gần đó thì bất ngờ nghe cha nói con về đi giờ thân ngày mai lên đón cha Công chị chố mắt nhìn mái đầu bạc phơ đêm nay cha một mình ở đây đang mải nhìn dãy thiên nhận hùng vĩ muôn ngọn chập trùng như ngựa phi nguyễn công chứa quay lại nhìn bầu rượu rồi nhìn những cây thông lực lưỡng nhìn con phải ta muốn đêm nay một mình say cùng ngàn hống Công chị nhìn cha đầy lo âu, biện diện, chưa nỡ xuống núi. Bắt gặp cái nhìn nghiêm khắc của cha, bèn rất cửa đi. Được một quãng, nhị ngoài lại thấy hình dáng to cao của cha mình trong bộ quần áo màu vàng nhạt, đứng yên lặng giữa màu xanh biếc của rừng thông mà lòng nhói lên. Trông cụ như một thi tiên ông, người sắp về trời chăng Hôm qua, trước khi lên ngựa về, tổng đốc võ trọng bình cũng nói với chị, dạo này, cụ thượng có nhiều vẻ khác lạ quá. Ta thấy lo lo, ngoài nhìn lên lật nữa, phụ thân vẫn đứng im như pho tượng đá, lọc nhị bùi ngùi, từ từ cho ngựa xuống núi. Mặt cho con xuống núi, Nguyễn vẫn đứng đấy, cái đầu bạc phơ quay nhìn bốn phía, đâu đâu cũng sườn cây xanh ngắt, chạy dài tít tắp tới tận chân trời. Không gian thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt của nhựa thông, của các loại hoa rừng. Nguyễn hít căng không khí trong lành, sơ đôi bàn tay to khỏe và cân quốc ra động nóng vàng, da rẻ như khổng lên gió vi vu trên những ngọn thông tạo nên muôn thanh âm nhẹ nhàng trong trẻo ngập đầy cả núi rừng có tiếng rào rào trên không một đàn cò trắng sang những sải cánh rộng rạp xuống những cây cao trước mặt đẹp quá tất cả trong trẻo vô cùng không có con mắt ai dòm ngó không có bon chen kèn cựa hãm hại lẫn nhau không có ai áp bức ai ta và cây cỏ khí trời đều thân thiện tất cả như hòa cột nhau đặt tay lên tảng đá nắng đã làm cho ấm lên nguyễn khoan thai ngồi xuống lấy tấm thổ cẩm của đồng bào khơ me an giang đặt xuống tảng đá nguyễn nằm cúi đầu lên bắt chân chữ ngũ nhìn trời cao khoáng đạt ngắm những cây thông cao phút xanh sờn chợt nhớ câu thơ của tố như bèn thay vài chữ cho hợp cạch mình nghiêu ngao đọc nghiêu ngao vui thú yên hà thông là bạn cũ hạt là người quen nguyễn thích thú ngắm bầu trời xanh trong vời vợ vợi tai lắng nghe chim hót ríu gian tiếng suối xóc xách xa xa đời này mấy ai mấy lúc được như thế này nhất là ở tuổi tám mươi như ta lát sau nguyễn ngồi dậy rồi rót đầy một chén rượu nâng lên nôi nói với cây cối nói với chim muông nào mà các bạn cạn chén hơi rượu làm cho người ấm lên, có tiếng con chim xì hót vang phía trái. muốn nhìn sang, không thấy chim đâu, chỉ thấy những cây thông lực lưỡng, có cây to, vừa vào người ôm, có cây nhỏ hơn, da màu nâu đen, vỏ nứt sọc, sủ xì. Nhìn dọc lên những cành cây to cứng cáp vươn ra, xòe từng cụm lá thông xanh mướt, ánh nắng mùa đông nhạt như mật ong non, trong trẻo tỏa ngập đất trời, làm cho mua lá như xanh hơn, như sáng hơn. muốn nhìn xuống phía trước, núi thấp dần những ngọn cây thông xanh sờn nhọn hoắt như ngàn mũi tên mọc lên giữa đất trời chích về phía bên phải không phải là thông mà là rừng đủ các loại cây có vạt lá đã úa vàng có vạt lá đỏ ối. thỉnh thoảng có một vài mảng xanh nhạt hơn chứ không phải xanh gì như rừng thông ngay trước mắt mình nguyễn chợt nhớ câu thơ của út trai thu đến cây nao chẳng lạ lùng một mình lại thủa ba đông nhớ thơ lại nhớ đến người thơ sĩ ngôn chí ức trai tiên sinh làm thơ đâu phải để tả cảnh vật mà để nói lên lòng mình lòng nguyễn trãi qua bao bão sông vẫn xanh thắm một niềm trung hiếu nguyễn lại nhớ tiếp những lời thơ đầy tin tưởng tài đứng lương cao ắt cả dùng đống lương tài có mấy bằng mày nhà cả đòi phen chúng khỏe thay tiên sinh đã là nhà mưu lược lớn nhất của triều đại nhà lê không cộp mọi triều đại ức trai không sống cho riêng mình cho gia đình mình hay cho một dòng họ mà cho cả nước đại việt văn hiến cả dân đen con đỏ hổ phách phục linh nhìn mới biết dành còn để chợ sân này nghĩ về ức trai nguyễn lại nhớ thân phụ mình từ ngày rời thái bình về quê lớn lên học cha rồi học các thầy trong vùng thỉnh thoảng những ngày trời mùa đông đẹp người thường đưa nguyễn lên ngàn thống dạo chơi ngắm cảnh sắc núi non đàm đạo về đạo làm người về trách nhiệm của đấng nam nhi người thường chỉ vào những cây thông giảng về bài tùng của nguyễn trãi nguyễn hiểu lòng cha sau kể cha mất nguyễn cũng hay lên núi ngắm rừng thông nhưng ngày ở trên trời cốc biển nguyễn cũng thường luôn nhớ về ngàn thống với những cây thông sừng sững mà luôn tự nhủ mình phải sống sao cho vững vàng Giờ thì phụ thân đã về cùng tiên tổ. Nguyễn cũng đã vào tuổi 80, gần 40 năm làm quan triều tung hoành khắp Nam, Bắc, Đông, Tây, trên rừng, ngoại biển, ngất ngưỡng, thượng thư hay trải đời lính thú, rồi đạc ngựa bò vàng, ngạo cười, thiên hạ. Ai cũng kỹ Nguyễn vui, nhưng thực ra lọc Nguyễn nhiều khi rất buồn. Nỗi buồn ấy càng ngày càng chú nặng. Những ngày gần đây thấy trong người rất khác, mình sắp chết, lòng lại càng buồn. Nguyễn buồn không phải vì sợ chết, Đời ai chẳng phải đến điều đó Đã 80 tuổi rồi Trải qua mọi nơi mọi chức Lên voi xuống chó Lắm thành công mà cũng nhiều thất bại Nếm đủ mọi khổ đau và lạc thú Giờ con đàn cháu lũ Chết có tiếc gì Giờ đây bọn Tây Sương đã chiếm Đà Nẵng Quân triều ngày càng bất lực Sang Sơn đang dần dần vào tay bọn ngoại bang Lộc Nguyễn tan nát Nhìn lại 80 năm qua Những điều mình làm được cho Sang Sơn này Còn quá ít đòi đi ra ngoài đường nghe những lời vẻ của dân chúng từ ngày tự đức lên ngôi chẳng khi nào yên ổn rồi từ ngày ta lớn đến dự đến giờ ông vua tự đức làm khư sần sần đói khát trong dân kêu vang không thấu nhiều người nghĩ thế có lúc nguyễn cũng nghĩ thế mọi hưng phong của quốc gia người cầm đầu phải chịu trách nhiệm thế nhưng nhiều khi nghĩ lại lại biết không chỉ có thế từ nhỏ nguyễn đã được cha và thầy dạy vũ trụ chi gian, giai phận sự. Mọi việc trong trời đất đều là phận sự của ta. Hơn hai tháng nay, từ ngày bọn Tây Sương đánh chiếm Đà Nẵng, Nguyễn luôn thấy lọc mình, không an, luôn luôn tự vấn mình, tự giải vò mình. Sở bức chứng các quan ở kinh mừng mình về khiêu, đọc lại các đôi câu đối mừng thọ, thất tuần, bát tuần của triều thần và bầu bạn, toàn những lời ngợi ca mà lòng Nguyễn buồn. Bạn bè quá yêu mặc khen chứ mình đâu được thế đâu đáng khen thế nguyễn dừng lại trước đôi câu đối của văn thân hà tĩnh mừng vào đầu năm nay nhân dịp khánh thọ bát tuần sự nghiệp kinh nhân thiên hạ cũ phong lưu đáo lão thế gian vô ừ phong lưu suốt đời thì đúng từ ngất ngường quan triều hay khi làm lính từ trẻ cho đến khi bạc đầu ta vẫn sống theo cách của ta thích chơi dám chơi biết chơi mê đắm mà vẫn phong lưu lịch lãm hơn người hay không ta không biết mà cũng không cần biết nhưng chắc chắn là ta khác bọn họ. Ta rất bạc lòng về điều đó, còn sự nghiệp làm cho thiên hạ kinh sợ ư? Không, cái đó thì không đúng rồi. Ta có làm được điều gì cũng là bổn phận của kẻ làm tôi phụng sự quân phương. Theo lệnh quân phương, dẹp Lê Văn Lương, Phan Bá Vành, rồi Nông Văn Vân là chuyện bất đắc dĩ phải làm. Làm để chấm dứt cạch nổi ra nấu thịt, chứ có đáng kể công lao gì đâu mà gọi là sự nghiệp ta chỉ đắc ý khi ta làm được một số việc theo ý của ta dựng tiền hải kim sơn khai sông cửu an dâng sớ xin rút quân khỏi chân lạp khai sông ở an giang thế nhưng suy cho cùng những điều đó người làm quan phải lo cho dân ta không làm người khác cũng làm có gì là to tát lắm đâu nhiều đêm sau những cuộc vui lộc nguyễn lại thao thức lại thấy bao điều cần làm mà chưa làm được cần nói mà chưa nói được ngay cả một việc nhỏ đề cử một người giỏi như phí quy trại làm huyện thừa huyện tiền hải mà cũng không được quý trại bị đánh đòn mình lại bất chức mà không bảo vệ được người tốt làm tuần vũ an sang đang làm lợi cho dân thì bị vu tội được minh oan nhưng bị đẩy đi làm lính thú mình cũng vẫn cam chịu cam chịu để sống để có dịp được thăng quan làm cho dân no ấm nhưng mình không dám chỉ ra cái xấu cái ác không dám diệt nó suy cho cùng mình vẫn là kẻ cam chịu cam chịu nô lệ để tìm sự yên ổn cho chính mình. Đời mình cũng chính là một viên quan trung thành và cam chịu nô lệ nhất trong những người nô lệ. Mình chỉ lo làm được vai trò của một tên quan của một quân vương độc quyền mà chưa lập nổi vai trò của một kẻ sĩ. Quan lại chỉ là một kẻ thừa hành, kẻ sĩ phải là người soi sáng, phải làm cho mọi người, nhất là người cầm quyền thấy đâu là cái sai cần bỏ, đâu là cái đúng cần theo, đó là điều cốt yếu nhất mà kẻ sĩ cần làm phải làm, ta chưa làm được điều đó. Nhìn đất nước ngày càng nghèo nàn, biết sân có phú, quốc mấy cường, ta lặng lẽ làm điều đó ở Kim Sơn, ở Tiền Hải, ở Sứ Đông, ở An giang nhưng ta không biết làm cho mọi người làm điều đó. Ta biết sợ một quân vương toàn quyền mà lặng lẽ làm nhưng không dám nói cho quân vương hiểu để nhiều người cùng làm. Ta biết sang sơn này, quyền lực tập trung trong tay một người. Sự soi sáng cho người đó vô cùng quan trọng nhưng ta sợ chết, ta không dám nói trái ý người. Ngồi dưới chân đỉnh núi Vân Phong, Cao Bá Quát đã nói với ta sức mạnh ghê gớm của bọn Tây xương, Ta đã lặng đi, cả hai cùng thấy họa mất nước đã đến rất gần. Thế mà ta không dám có lời tâu với đấng kiểu trùng. Cao đệ chỉ là một viên hành tàu. Bị chân Long Quế cấm không cho nói, còn ta, một đại quan, được hưởng nhiều lộc của triều đình mà ta cũng không dám nói ngay khi về làm phủ doãn thừa thiên gặp lúc bọn tây sương đánh đà nẵng lần thứ nhất ta biết chúng đã có xã tâm cướp nước ta trong khi hoàng thượng chưa nghĩ ra Trương năng quế thì tâu chúng chẳng qua chỉ muốn thông thương ta biết đó là sai thế mà ta cũng không dám nói ta không sợ gì quế ta đã mất niềm tin và tới trong sâu thẳm lòng ta ta không muốn tuổi già còn chịu sắc rối ta vẫn là một thằng ích kỷ, ta vẫn là một thằng hèn, ta không dám chết để can gián nhà vua, cứu giang sơn, để đất nước rơi vào tay ngoại bang. ta cũng là một kẻ có tội, thế mà ta tự xưng mình là kẻ sĩ. hy văn ơi là hy văn ơi. ngước nhìn những cây thông cường tráng, ẩn sáng trong nắng, nguyễn cạch nhớ nguyễn trãi càng đau càng thẹn ước trai biết được con đường cứu nước sáng gặp lê lợi để trình bày biết nói cho chủ tướng nghe cùng chủ tướng làm đưa giang sơn đại việt từ trong nô lệ trở thành quốc gia độc lập còn ta biết mà không dám nói không biết cách nói để giang sơn đại nam từ chỗ độc lập rơi vào bọn tây đi ta thật là kẻ có tội ý nghĩ đó cứ trở đi trở lại trong đầu nguyễn gần bốn mươi năm làm quan tám mươi năm làm người nợ tình ta trả được còn nợ giang sơn ta chưa trả được suốt 9 năm qua về sống giữa quê cha đất tổ, sức còn khỏe, mắt còn sáng. Chỉ còn tung tuệ mà ta chỉ đùng đỉnh bò vàng, lấy mo cao che đít bò mà nhạo cười bè lũ tham quan chẳng làm được điều gì để dân chúng đỡ khổ. Ta mang nó no ấm cho dân chúng bao nơi mà không làm được điều cần nhất đó cho quê nhà, ta là đứa con bất thiếu. Ý nghĩ đó xề vỏ tâm trí Nguyễn, cảm thấy sức mình đã kiệt, Nguyễn lẩm bẩm muộn mất rồi, muộn mất rồi, nỗi buồn đè nặng trong lòng có gì nhói lên trong lòng ngực cảm thấy phán vất nguyễn sơ tay níu lấy cảnh xanh bên cạnh rồi đứng tựa vào cốc thông già nhắm mắt lại gió lạnh đã thổi về vi phút trên những ngọn thông già lát sau định tâm lại nguyễn bước lại tảng đá đưa mắt nhìn lên đỉnh núi thông sừng sững chọc trời nhìn xa chung quanh bên phải bên trái thông và thông xanh biếc muôn cảnh như muôn cánh tay lực lưỡng mở ra đón nắng trời nhìn xa trước mắt xa xa những làng quê lúp xúp dòng sông la hội lưu với sông lam ở bên tam xoa hiện lên như những dải lụa nhỏ đẹp quá nguyễn ngồi xếp cuối, bắt chéo chân vào nhau trong tư thế ngồi thiền thế nhưng không thả lỏng rơi vào sự quên nguyễn mở cúc áo ra để hơi lạnh của núi rừng của gió mùa đông bắc tràn về đang xoa lạnh thịt da mình Nguyễn cảm nhận màu xanh của sừng thông, tiếng rú gian của chim ca, tiếng sóc sách của suối nhỏ và cả hương vị ngọt ngào của nhựa thông đang thấm vào xa thịt vào khuyết quạt mình. Hình như tiếng líu lo của chim muôn đang gọi nhựa cây lên cành, lên nụ. Nguyễn nhắm mắt lại mà vẫn như nhìn thấy vẻ đẹp của âm thanh, màu sắc xung quanh đang thấm dần vào người. Nguyễn ngồi yên, thời gian lặng lẽ trôi. Chợt có tiếng động khác lạ, đều đều đâu đó. Nguyễn mở mắt ra, trời đầy mây, giờ gió mùa đông bắt đã về. Và kìa, trên đường sốc, công nhị trên con ngựa nâu đang đi lên. Sau nhị, một con ngựa một muôn, trên lưng có người sáng nhỏ nhắn, quần áo màu sẫm, tay nải khoác ngang thân, đầu đội nón che có vẻ như từ xa tới cũng đang thúc ngựa cùng đi lại phía mình. Ai nhỉ? Lát sau hai ngựa đến gần, người đi sau chật nón ra sau lưng, khăn che mặt nhảy xuống. Chào đại khuyên, ai nhỉ? giọng trong nhẹ mặt quen. Người đó kéo khăn che mặt xuống, Nguyễn chợt kêu lên, phương Đình!" rồi vội rời phiến đá, bước tới nắm tay giá lạnh của cố nhân kéo bạn mình ngồi trên tảng đá. Sao đệ lại đến được đây? Đi đường xa có mệt lắm không? Nguyễn Văn Siêu nhìn vào mái tóc bạc phơ và khuôn mặt vẫn cư nghị tuy có nhiều nếp nhăn hơn. Nước da bánh mật đã xuất hiện nhiều chấm đồi mồi, nhưng đôi mắt vẫn sáng, thùng thạc nói đi qua suốt mấy trăm dặm đường giá lạnh để cứ nghĩ vào nghi xuân phải cúi đầu dưới mái nhà tranh tìm chào một cụ già phơ phơ sâu bạc lũ cụ bên bếp lửa hồng đỏ rực thế mà đâu ngờ phải làm ngựa đổ mồ hôi mệt đứt hơi lên tận địch non hồng vừa vợi xanh biếc bóng thông ngừng cao đầu lên để gặp một tiên ông đầu bạc tay đàn túi rượu như thế này mừng quá nguyễn mỉm cười gật cù gặp ta lòng đệ ấy vui miệng lưỡi vẫn cứ hào hoa mang hình Tết của đất thăng long cố đô thanh lịch công nhị vừa rót rượu đầy hai chén nguyễn một tay nâng đặt vào tay bạn một tay sờ trước mặt mình cùng đệ một chén tay trần được cháu cho hay đại huynh cùng võ trọng bình vừa đi đến các cửa biển để lo việc bố phòng hay quá đại huynh thích thật tuổi này vẫn hữu ích cho quốc dân còn đệ Siêu dừng lại nguyễn biết bạn mình còn nhiều tâm sự nên im lặng chờ chỉ là một kẻ vô tích sự sau đệ lại nghĩ vậy ở chốn triều đình đệ là kẻ có tài năng được nhà vua tin cậy người đời vị nể mấy năm qua nghỉ việc quan đệ làm được bao điều tốt góp tiền nạo vét sông tô lịch trùng tu văn chỉ huyện nhà sửa sang và xây dựng lại đền ngọc sơn nguyễn văn Siêu lắc đầu những việc còn con ấy có đáng kể gì để còn mở được phương đình học quán, sĩ tử theo học rất đông, đó cũng là việc nên làm. Nghe đầu đệ có viết được rất nhiều thơ và năm quyển địa chí cơ mà. Điều đó có thật, nhưng sẽ học liệu có ích chi hay chỉ tạo nên những kẻ hám lợi, hám xanh. Thơ văn thì có làm được nhiều, nhưng liệu một trăm bài thơ như thơ đệ có giết chết được một tên lính Tây Dương? địa chí thì có đó, nhưng liệu đất đai tổ tông bao đời để lại có giữ được nguyên vẹn không? Hai người lặng im, Nguyễn nhìn mái tóc siêu đã bạc nhiều, lòng đầy thông cảm, siêu nói tiếp như xúc một tâm sự. Đại huynh vừa nhắc, ở chốn triều đình, đệ có tài năng, được tin cậy, tài năng ư, được tin cậy ư, không, đệ chỉ là kẻ được dùng để hầu hạ. Ôi, những bài chiếu, bài nghị, chỉ tô vẽ cho kẻ quyền lực để người đó Ngày càng sai lầm đó thôi Hơn 30 năm Đền sách Ôm một bộ chữ Mà không được Sao một chút quyền lực Không được Làm chút gì Cho dân phú quốc cường Thì tài năng Mà làm gì Đời đệ Có ý nghĩa gì Dừng một lát Giọng phương định Càng chua chát Mà Đâu phải chỉ Mình đệ Nho sĩ Và dân chúng Kinh thành Xếp Cao báo quát Nguyễn Hạp Ninh Đinh Nhật Thận Và Nguyễn Văn Siêu này Là tứ kiệt Thế nhưng Thánh quát muốn làm một bè tôi chung bị dồn đến chỗ làm sặc. Nguyễn Hạp Ninh mất chức phải về quê ngao du sơn thủy. Tiến sĩ Đinh Nhật Thận vì mấy câu thơ vui hẹn đánh tổ tôm với ca báo quát mà bị cầm tù còn đệ. Dưng kế sách cải tạo đê điều ở Bắc Hà cho tốt hơn mà bị sáng cấp về vườn. Còn bao người tài giỏi khác muốn ra giúp vua dựng nước nhưng vì ý nghĩ khác kẻ cầm quyền mà bị loại bỏ. Thời nào kẻ sĩ có hiểu biết cũng muốn làm điều ích nước lợi dân, thế mà thời nay kẻ sĩ chúng ta lại bị đầy đọa đến bước đường cùng, phải sống một cuộc sống thừa sao vậy? Trời đã chiều, gió vi vút trên sườn thông xà, những đám mây đục đã phủ kín bầu trời. Nguyễn Câu Chứ nhìn Nguyễn Văn Siêu nói: "Chín năm trước, chiều cuối cùng trên sông Hương, Chu Thần cũng hỏi ta tại sao đại nam mênh mông dân tỉnh ngày càng khốn khổ quan lại ngày càng tham tàn họa xâm lăng đến gần mà bao kẻ sĩ như chúng ta muốn làm điều ích quốc lợi dân mà không được làm lại còn bị đầy đọa không trốn nương thân ta không trả lời được đến bây giờ cao đệ bị chém đầu nguyễn quý tân đã thay cười thiên cổ chúng ta thì bất lực lão già trương đứng trước nạn xâm lăng của tây dương không biết làm gì vua tự đức nhấp nhòm trên ngai vàng uống cuồng ra lệnh lấy xích sắt chắn ngang cửa biển Thuận An và Tư khiển để chặn chiến hạm khổng lồ của bọn Tây Sương. Ngài không biết làm gì, vội kêu gọi sĩ quan quân sân bày mưu đánh giặc mà chẳng có có ai có mưu trước gì sùng được. Hai người lặng đi, gió ngàn thông tạt lại vi vu như lời mai mỉa. Nguyễn Văn Siêu quay lại nhìn Nguyễn. Đại huynh ơi, bọn Tây Dương đã chiếm Đà Nẵng, nay mai chiếm Huế, chiếm An Tĩnh, để non sông chết, kẻ sĩ sống thế này càng nhục nhã thả chết còn hơn lần này đệ cắn vào đây gặp quyên lần cuối cùng nói rồi phương định nắm lấy tay nguyễn mái đầu hoa dâm mái đầu bạc trắng quay lại gật nhau hai cặp mắt giả dạ đầy nếp nhăn như ứa lệ chợt nguyễn công nhị giơ tay chỉ xuống đường dốc miệng kêu lên cha ơi có người lên nguyễn nhìn theo một con ngựa đen lực lưỡng trên lưng có hai người người ngồi trước quần áo đen đội nón tay cầm cương người đi sau đầu trần quần áo hút nâu như là người phục mình ai nhỉ ai đến tìm ta chăng khi ngựa đến gần câu nhị nhận ra người ngồi sau là chắt bảy người cùng làng ngựa dừng lại hai người nhảy xuống chắt bảy chỉ vào người mặc quần áo đen bịt kín mặt nói bẩm cụ thượng anh này đến xóm bảo tìm cụ có việc cấp con mới đưa anh ta đến đây người mặc bộ đồ đen cởi khăn ra để lộ cơ vật chữ điện đôi mày sậm mắt sắc sơ hai tay vái chào rồi nói bậc cụ thượng ông chủ của con sao cho con một bức thư bảo phải đưa tận tay cho cụ ông chủ của anh là ai anh từ đâu tới dạ con ở xa lắm chủ của con thấy anh ta ngập ngừng nhìn mọi người cụ nguyễn chỉ vào nguyễn văn siêu đây là ngài phương đình bạn chí thân của ta người bận đồ đen bỗng nói như sao có phải ngài là người kim lũ tổng khương đình người mà chủ con luôn nhắc tới? Đúng vậy. Thế chủ anh là ai? Thư đâu? Người đó vẫn không nói nhìn câu nhị và chắc bảy. Nguyễn biết là có chuyện hệ trọng nên bảo hai người sắt ngựa đi chỗ khác. Khi chị và bảy đi một quãng xa, người đó mới nói bẩm cụ chủ con là thầy chu thần. Chu thần nào? Dạ bẩm chu thần cao bá quát hiệu cúc đường người làng phú thị. Người đó chưa nói hết lời, thì cả nguyễn công chứ và nguyễn văn siêu cùng kêu lên sao chu thần chết rồi mà dạ không quân sư của chúng con không chết một người học trò có hình dạng hao hao như vậy đã chết thay cho thầy con ạ à. nói rồi người đó thò tay vào túi áo trước ngực lấy ra một phong thư hai tay kính cẩn đưa lên nguyễn mở ra thoáng thấy nét chữ và một cánh hoa mai ở góc trái nguyễn văn siêu nói ngay đúng của chu thần rồi cả hai cùng đọc thư của cao chu thần kính gửi đại huynh nguyễn hy văn đệ tường đã thành người thiên cổ nhưng còn nặng nợ trần san giờ đây một mình trên đỉnh non ngàn đứng nhìn về nam lòng đau như cắt mọi tây dương tàu đồng tàu sắt tràn lên bán đảo sơn trà cả dân ta ai chẳng căm hờn muốn xông lên xả thịt lột xa quân giặc đại quân tuổi vừa tám chục vẫn dưng tấu về chiều xin được cầm quân còn đệ đây năm chục tuổi xuân bó cuối ngồi im nghe gió ngàn thông buông lời mai mỉa đại quân mấy chục năm quan triều tung hoành trên sừng sứ bể công đức ai bằng lừng xanh kẻ sĩ còn đệ và bao kẻ khác bị gạt xa xỉa lòng đau xiết kệ thiên hạ bao đổi thay sau nhà nguyễn ngày càng tồi tệ quân vương bưng tay bịt mắt khư khư theo cách người xưa để non sông mãi cảnh đói nghèo thế mà mình không khai sáng được đau vì bao bạn bè có học kẻ đem thân làm hề su nịnh thì được tin yêu, kẻ khủ nho thì được sao quyền, kẻ chủ đình, phòng đá, ngồi im mà dân chúng ngày càng khốn khổ, thế mà không làm sao được. Còn đệ, ôm một nỗi đau lớn khi hiểu điều hay mà không được nói, biết việc tốt mà không được làm, lòng chí chung mà bị coi là phản, muốn sống tốt mà không được yên, thế mà không thay đổi được. Căm vẫn quá, dựng cờ, giấy kĩa, nào ngờ đại sự bất thành. Giờ đây non sông đã mất, đau đớn biết chực nào, lâm vào cảnh này đệ không thiết sống nữa đệ sẽ đi dù đang ở gần cõi phật nhưng đức phật nhiệm màu không giúp đệ thoát khỏi thân phật nô lệ không làm cho giang sơn đại nam được vẹn nguyên đệ phải chết đức phật dạy chết là chấm dứt kiếp này mà đầu thay làm kiếp khác đệ muốn mãi là con người của đại nam chỉ là con người của đại nam thế nhưng kiếp sau phải sống như kiếp này thì đệ xin không phải làm người xin được làm một cây mai nho nhỏ trên vách đá tròn von bên dòng suối mát để được mãi ngắm nhìn bầu trời khoáng đạt của giang sơn đại nam ta vậy xin gửi lại non sông lời tạ lỗi của một kẻ sĩ chưa làm tròn phận sự xin gửi bậc tri ân lời tâm sự cuối cùng xin vĩnh biệt huynh và chư hữu ái cúc đường mẫn hiên cao bá quát ở phú thị tuyệt mạnh thư tháng mạnh đông năm mậu ngọ 1858 hai người đọc xong nhìn nhau nguyễn tay cẩm thư mắt nhìn xa xa tới dãy thiên nhận điểm trùng thật tiếc cho một tài năng dường ấy mà phải lâm vào cảnh này giọng nguyễn trầm xuống như tự nói với lòng mình với ngàn thông lát sau tiếng nói trở nên điềm tĩnh hơn cốt cách vẫn cứng cỏi lòng ái quốc yên sân vẫn vẹn nguyên tuệ nhãn càng sâu sắc và rộng hơn dám khải động vì đại nghĩa như vậy mà vẫn nhận ra mình làm người chưa chọn chứng tỏ nhân cách thật cao đẹp, kẻ sĩ như vậy được mấy người giá như hồi đó để ấy biết giữ cân bằng trong suy nghĩ, quân bình trong nếp sống và chín chắn trong hành động thì có ích cho bách tính hơn biết bao nhiêu. Nguyễn Văn Siêu lặng im nhìn về phương nam, về phía kinh thành Phú Xuân bu một tiếng thở dài. Nguyễn nói tiếng giọng chậm xuống, Siêu lắng nghe mà cứ nghĩ không hiểu Nguyễn Công Chứ nói với mình hay tự nói với lòng quyến ấy hay nói với cả đất trời. Suy cho cùng, Nỗi đau đó của cao đệ cũng là nỗi đau của tất cả kẻ sĩ chúng ta. Điều đó đúng lắm thay. Thế nhưng trong thư cao đệ nói về ta, mấy chục năm quan triều tung hoành lên sừng xuống bệ, công đức ai bằng, lừng xanh, kẻ sĩ là không đúng đâu. Trước đây, nhiều người nghĩ thế, ta cũng có lúc nghĩ thế. Nhưng rồi, trải qua bao cảnh, gặp đủ hạng người, biết thêm nhiều điều ta mới hiểu ra không phải thế. Những điều ta làm được cho Giang Sơn còn quá ít ỏi, còn bao điều muốn làm mà không được làm. Nguyễn Văn Siêu quá ngạc nhiên, nhìn vào từng sợi tóc bạc trắng trên đầu Nguyễn, vẫn vầng trắng rộng và đôi mắt với những nét nhăn khắc sâu đang nhìn về phía trời xa như nhớ về cõi xa xăm nào. Nguyễn vẫn nói giọng sành rõ, hơn 30 năm làm quan, trải qua bao kẻ ngộ, lắm lúc tưởng vui mà lòng ta muốn khóc, lúc buồn mà ta muốn cười, ngồi dẹp nông vân vân được về kinh dự lễ bảo tất ôm gối uống chén rượu vua ban ta thấy đắng ngắt nhớ đến máu của bao dân việt đỏ ngầu rừng xanh ngày ở an sang việc nhàn vu khống ta được làm sáng tỏ nào ngờ ta lại bị phát vãng đi làm lính thú ta bàng hoàng mà vẫn phải cười lúc đó lòng đau đớn nát tan vì biết rằng niềm mong ước có một minh quân đẹp phò đã tắt và sang sơn đại nam đến buổi suy vi nghe đến đó bất giác rụt mình, cứ tưởng huynh ấy luôn vui, không ngờ lòng cũng bao nỗi đớn đau như mình, như Cao, như Hạp Ninh, như Đinh Nhật Thận, như bao người khác. Tâm sự Nguyễn Đại Quynh giờ đây sao lại nặng nề đến thế? Cô thơ bị viết lúc về khiu, sự đời nát ruột bầm can, mấy năm nay cứ luôn trở đi trở lại trong đầu. Siêu cơ kỹ, đó chỉ là nỗi lòng riêng của mình, chứ ngờ đâu cũng là nỗi lòng của Nguyễn Huynh, của Cao, của bao người Trật Nguyễn Công Chứ quay sang hỏi người đưa thư. Chủ ngươi đang ở yên tử phải không? Người đưa thư giật mình. Sao cụ lại biết ạ? À? Qua giọng điệu trong thư, nhất là suy nghĩ về kiếp sau, ta nghĩ tới điều đó. Dạ bẩm đúng là thầy con đang lánh mình ở đó. Bây giờ siêu mới nói, nghĩ về kiếp sau, nhưng con người như cao đệ. Sao lại xin không phải làm người? Ai cũng mừng được làm người cơ mà. Sao giờ đệ ấy lại chán đời vậy? Nguyễn Công Chứ cầm bức thư của Cao, nói với Siêu. Đệ xem đây, con người ngang tàng, có chí lớn, suốt đời ôm hoài bão, tin yêu hậu lạc, nguyện làm tôi chung như đời vô kiêu thuấn, lại bị ruồng bỏ. Thì không muốn làm người là điều rất dễ có vậy, nhưng đệ muốn mãi là con người của Đại Nam, chỉ là con người của Đại Nam, lòng trung trinh với nước Việt không bao giờ đổi. Siêu buồn mã. Chính vì luôn nghĩ đến Giang Sơn Đại Nam, lòng ta mới lại càng buồn, huynh có nhớ không trong buổi mừng huynh thất tuần đại thọ huynh đã chỉ vào mặt đệ và cao nói giang sơn điên đảo điêu linh thì kẻ sĩ sống mà làm chi giờ đại nam đang mất chúng ta sống mà làm chi nhắc lại điều này siêu đã đụng đến nỗi niềm lớn nhất của nguyễn đệ nói đúng lòng ta cũng buồn lắm còn một chút sức tàn ta muốn tận dâng cho giang sơn này mà không được lần này ta lên cục ngàn hống lần cuối cùng gió chiều như thổi mạnh hơn, mây đen ở đâu dồn về, trời trở nên u ám hơn. Hồi nãy đến giờ lắng nghe, biết câu chuyện của hai người còn dài, thấy trời đã chiều, người đưa thư chen vào. Bẩm cụ thượng, con muốn cụ biên cho con mấy chữ để thầy của con biết chắc là con đã gặp ngài. Thư ư, biết nói gì với chủ ngươi trong tình thế này mà nói sao cho đủ. Như chợt nghĩ ra điều gì, Nguyễn Công Chứ nhìn Nguyễn Văn Siêu, đệ có mang giấy bút theo, cái đó thì để lúc nào cũng sẵn. Siêu đặt nghiên mực xuống, lấy nước chứa sẵn trong lọ đổ vào. Chải giấy lên mặt đá phẳng, Nguyễn Công Chứ đứng dậy, sắn tay áo, lên, cầm bút đưa mắt nhìn về phương Nam, nơi kinh thể quế, mây đen phủ dày đặc. Nơi đó là quân vương, là tất cả quyền lực, là bắt đầu của tất cả mọi vui buồn của Giang Sơn, viết. Ngồi buồn mà trách ông xanh, khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười. Nguyễn đặt bút vào nghiên đứng dậy ngoài nhìn bốn phía trời đất mênh mông sao con người nhất là kẻ sĩ không có chỗ dung thân nguyễn nhìn siêu biết lòng bạn đang nát ruột bầm can lại nhớ mong mỏi của cao bá quát kiếp sau xin không phải làm người mà lòng chiếu nặng đại nam mênh mông bao người mang nỗi đau ấy tâm sự của cao lại trở về trong đầu nguyễn còn đệ ôm một nỗi đau lớn khi hiểu điều hay mà không được nói biết việc tốt mà không được làm lòng chí chung mà bị coi là phản, muốn sống tốt mà không được yên. Phải sống thế nên không muốn làm người, đâu chỉ là cái nghĩa của riêng cao. Nghĩ thế, Nguyễn lại cầm bút, cúi xuống viết, kiếp sau xin chớ làm người. Nguyễn dừng bút, đứng thẳng dậy, vặn mình, mắt vẫn không rời trang giấy. Thế nhưng không muốn làm người thì làm gì? Chợt nhớ lời cuối trong thư của Cao sẽ được làm một cây mai nho nhỏ trên vách đá tròn von. Nguyễn mỉm cười lắc đầu, ước là một cây mai ư cứng cỏi và thanh cao quý lắm nhưng với lại ngẩng đầu nhìn ra chung quanh những cây thông lực lưỡng vẫn sừng sững ngạo nghễ trong gió rét vẫn xanh tươi tràn trẻ sức sống những cục nhựa đỏ bầm trong suốt hương thơm ngào ngạt lòng lại nhớ đến nguyễn trãi nhớ bao người xưa giường cột đòi phên chống khỏe thay và hổ phách phục linh dành còn để chợ dân này nói tiếp chỉ đẹp cho riêng mình, còn muôn loài thì sao? Dừng lại một lát, Nguyễn nói với Lộc mình, không nên, ta vẫn muốn sống như những cây thông cứng cỏi, vững chãi kia. Nguyễn nhìn siêu, rồi nhìn người đưa thư, cả đệ, cả chu thần, cả người và tất cả mọi người, dù được làm người hay phải làm người, đều phải sống như thế. Nguyễn cúi xuống, nhúng bút vào mực viết tiếp, làm cây thông đứng giữa trời mà reo Nguyễn Văn Siêu quá đỗi ngạc nhiên, Tráng chí của khi văn không bao giờ tàn, không bao giờ tắt. Nhìn mái tóc bạc đang cúi xuống trang giấy siêu nghĩ con người huynh ấy lạ thật, không gì quật ngã được. Nghĩ đến cảnh ngộ mình, nhìn trời đất mênh mông, mây đen đang dồn về. Bẹt nói, khó lắm huynh ạ. Nguyễn ngật đầu, đôi mắt sáng lên, nhìn vào mắt siêu. Khó cũng phải làm đệ ạ, biết sai, biết sai rồi thì phải sửa, phải làm, không thể để Giang Sơn Đại Nam cấm vóc vào tay ngoại bang, không thể sống hèn nay và mai sau, ai là người Đại Nam đều phải sống như thế. Nói rồi, Nguyễn Công Chứ cúi xuống, đĩnh đạc viết tiếp, giữa trời vách đá treo leo, ai mà chịu xét thì chèo với thông. Gấp bài thơ lại, trao cho người đưa thư, Nguyễn nói, hãy bảo trọng, đồ còn dài, còn nhiều gian nan lắm. Người của Cao, xưa hai tay nhận thư, cất vào túi áo trước ngực rồi người đó chắp tay cúi đầu chào nguyễn công chứ chào nguyễn văn siêu nhìn lên mình ngựa ngẩng cao đầu nhìn về phương bắc ra soi thúc ngựa lao vút đi gió mùa đông bắc từng trận từng trận ào ào thổi nguyễn công chứ và nguyễn văn siêu đứng nhìn theo con tuấn mã và người đưa thư xuống núi khuất dần vào làng quê xa gió vẫn nổi ào ào lát sau nguyễn quay lại nói với nguyễn văn siêu đang đứng phía bên kia tảng đá đệ đưa cho ta kê đàn Siêu bây giờ mới chú ý nhìn, ngạc nhiên, một cái chị cầm, vội đưa lên nhìn. Bát nhị, của ô chắc, Một nâu sẫm, hình hoa, ngún với những đường vân đẹp. Mặt bọc bằng sa kỳ, đà, hoa mai. Cần nhị đen bóng, đầu ngã về phía sau với đôi trục xây xinh xắn. Xây đàn là bằng tơ được lên rất căng. Chiếc cung nhị là bằng bờm ngựa bạch. Hơi dài hơn mức bình thường, Siêu vừa nhìn đàn vừa nhìn quyển, sau này không chơi đàn đáy Đàn Nguyệt chuyển sang đạt nhị, huynh ấy định làm người hát xong chắc. Đưa đàn cho quyển rồi, Siêu lặng lẽ nhìn. Nguyễn cầm lấy, ngồi xếp bằng tròn trên phiến đá, tay bật thử dây đàn, thấy dây đã căng, vẫn dịch cử nhị xuống một bậc. Huynh ấy muốn tiếng đàn khỏe hơn, vang hơn đây. Cái gì ở huynh ấy cũng mạnh mẽ, các người. Nguyễn đặt bộ đàn lên đầu, gối trái, tay trái, vuốt trên phím, những âm thanh rìu rặt vang lên trong rừng chiều vắng. Đôi mắt nhìn thẳng về phía sông La, Nguyễn cất tiếng hát, ngồi buồn mà trách ông xanh. Tiếng đạt như tỉ non, cùng tiếng hát trầm xuống, nghe sao mà xót xa, Nguyễn hát mà như tự than thở với mình, khi vui muốn khóc, buồn tinh lại cười. Bàn tay trái theo dọc cần đàn, lúc vuốt, lúc nhấn, lúc lấy, vừa sung sung vừa run dậy, vừa khắc khoải, hòa cùng tiếng hát lúc chiếu xuống, lúc cất lên. Siêu cảm nhận bao nhiêu cay đắng trong lọc Nguyễn, gió rừng cũng như chậm lại. Đạt nhị quả thật thích hợp để nói lên nỗi buồn của con người. Sừng hát, Nguyễn lặng, xạo một khúc nhạc nỉ non như để căm nỗi buồn trong lòng mình, trong lòng người nghe. Siêu chờ đợi, Nguyễn hát tiếp, kiếp sau xin chờ hơn làm người. Tiếng đàn kéo dài ra tay quyển mít trên xây rồi nhấn xuống và rung lên cùng tiếng hát trầm hùng vừa xót xa chịu nặng và có cả nỗi đau khôn cùng làm lòng siêu dưng dưng chợt siêu thấy quyển chuyển hộp đàn lên bụng chân trái duỗi ra rồi co lại đầu gối phải quỳ xuống xoay cười nhìn lên rừng cây trong một tư thế khác bàn tay phải ra đã nhanh nhưng vẫn gân quốc cầm cung vĩ đưa đi đưa lại vang lên một chuỗi âm thanh khỏe khoắn dạo rực miệng hát làm cây thông đứng giữa trời mà xeo chiếc cung vĩ trong tay Quyển đưa đi đưa lại nhanh hơn bàn tay trái lướt trên cần đàn cũng nhanh hơn những nút rung nhấn cũng nhiều hơn âm thanh vang lên như gấp gáp và thiết tha siêu khốc cờ kia đàn nhị chỉ có hai dây tơ mạch mai trong tay Quyển mà tạo nên những âm thanh mạnh mẽ dồn dập như gió cuốn đến thế những cái bình dị vào tay Quyển huynh đều trở nên khác người hơn người chưa bao giờ siêu cái ai chưa đạt nhị hay và cuốn hút đến thế giọng hát của nguyễn trở nên khỏe hơn sảng khoái hơn gió đông bắc cũng ảo ảo về mạnh hơn nguyễn văn siêu cảm thấy lòng dạo sực như hòa cùng đất trời muốn công nhị và chắt bảy cùng đứng sau lưng siêu tự hồi nào cả ba người chăm chú nhìn nguyễn đứng dậy chiếc đàn được tay trái tì vào bụng tay phải vẫn kéo cung vĩ vang lên những thanh âm dìu dặt nguyễn bước xuống đất chân trái đạp lên tảng đá đầu gối cao lên quyến khéo léo đạp bầu đàn lên mặt nhìn về những làng quê những dãy núi chập trụng cất tiếng hát vang giữa rừng vách đá treo leo tiếng đàn giờ đây sao khoan thai đĩnh đạc cùng những âm vang khỏe khoắn bàn tay kéo cung vĩ đưa giải ra tay trái vuốt dọc cần đàn bấm tực nốt nhấn xuống rồi rung lên khoan thai âm thanh rào rạt Nguyễn mắt như sáng lên, ngờ mặt đón từng trận, từng trận gió lạnh đang dồn về. Sáng người cao to, đầu tóc bạc vơ của Nguyễn Khi Văn nổi lên trên màu xanh bất tận của ngàn thông hùng vĩ, tay đàn, miệng hát, ai mà chịu xét thì chèo với thông. Tiếng hát của Nguyễn trầm hùng, như lay động cả rừng chiều, tiếng xì xào của suối ngàn đâu đó cũng nổi lên rõ hơn, mãi miết hơn lại có tiếng rào rào trên không trung nguyễn văn siêu chìa lên muôn cánh cỏ trắng vỗ dập trời lạ chưa kìa nó không đáp xuống không xải cánh về rừng già mà lượn vòng trên đỉnh ngàn hống rào 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 siêu ngỡ ngàng không hiểu tiếng hát của nguyễn gọi tiếng suối về gọi buôn cánh chim đến hay tiếng của ngàn thông xeo gọi gió về nâng tiếng hát tiếng đàn của quyển cùng tiếng của non ngàn tràn vào các thung lũng trở nặng trên những cánh cỏ và mang nó đi xa hòa cùng đất trời mênh mông, bóng túi đang sưng và gió lạnh đang ào ào đổ về. Tiếng hát, tiếng đàn của Nguyễn vẫn trầm hùng, xéo sắt. Phương Định, lòng xuống sang nhìn Nguyễn Kỳ thông ngàn hống hùng vĩ này đang hát bài ca bất tận của chính mình, của con người. Bài ca của Nguyễn vượt lên sự vũ vàng của mưa gió, sự nghiệt ngã của thời gian với sự mời gọi cuốn hút và cả sự thách thức đầy kiêu hãnh.